Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của hiện Toyota ha. Hôm nay thì về hai bạn Legender, một bạn một cầu và một bạn hai cầu cùng một lúc. Thì tự nhiên nãy ra một cái ý định khám phá xem tại sao mà hai cầu Legender mà nó mắc dữ vậy. Trong Fortuner thì nó có 7 loại Fortuner, thì Legender hai cầu là cái xe mà mắc nhất, cao cấp nhất trong 7 dòng xe Fortuner hiện có ha. Và như vậy là mình khám phá tại sao cũng là Legender mà một cầu với hai cầu giá lại chênh nhau quá nhiều. Xe mới của bạn này đâu đó phải 1,5 tỷ ha. Và như vậy và chúng ta hôm nay sẽ quay để các bạn có cái nhìn tổng thể hơn và so sánh và giá cả của hai bạn này. Nếu bạn có nhu cầu về những dòng này thì xin gửi cái clip này đến các bạn ha. Đây trước mặt các bạn nhìn về mặt tổng thể của phía trước của hai xe Legender. Bên đây là Legender một cầu nè, 21-22 luôn, đăng ký lần đầu tiên 22. Và đây là Legender hai cầu 2022. Nếu mà đập vô mắt chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn đó là logo. Logo của đây là một cầu và đây là logo của hai cầu. Logo của hai cầu, chính cái logo này chính là cái radar và cái toàn bộ cái hệ thống công nghệ hiện đại nó nằm ở cái phần này. Còn phần camera 360 thì hai bên đều có như nhau ha. Và chúng ta đây là công nghệ an toàn chủ động SafetySense và an toàn cảnh báo điểm mù rồi cảnh báo lệch làn, rất là nhiều chức năng ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của từng xe như thế nào về trong chúng ta so sánh này ha. Về mâm xe thì hoàn toàn như nhau. Mâm xe hoàn toàn như nhau. Đó. Rồi mâm xe như nhau. Và chúng ta quay vào trong nội thất nè. Đây. Legender một cầu á, Legender một cầu chúng ta nhìn thấy á, là ở trên đây loa là không có loa JBL ha. Nếu mở dòng hai cầu á, hệ thống âm thanh được trang bị cao cấp hơn, sử dụng loa JBL. Và đặc biệt á, nếu mà dòng một cầu thì chỉ có hai chế độ lái thôi, Eco Mode và Power Mode. Còn nếu ở bên bản hai cầu chút xíu chúng ta quay, chúng ta sẽ thấy ba chế độ lái nằm đây, Eco Mode, Power Mode và Sport. Cái phiên bản đó nó mang tính thể thao mạnh mẽ cho những người đi phượt hoặc là đi địa hình dã ngoại ở những đường địa hình ha. Và trên đây cũng có các chức năng nhìn nó cũng khác. Về màn hình hiển thị thông tin trên đây thì giữa một cầu và hai cầu hoàn toàn giống nhau ha. Chiếc này là chiếc Legender 2 đăng ký lần đầu tiên 2022 và mới chạy đâu đó khoảng 10.000 cây. Còn rất là mới nha, còn bảo hành chính hãng luôn. Và giá của bạn này ngày hôm nay như chiếc một cầu này á, là giá các bạn thấy nó chỉ có 1,60 tỷ ha. Các bạn coi, hai tông màu ghế điện thì như nhau nè. Đó. Ghế điện hoàn toàn như nhau. Các bạn để ý cái này ha. Trên đây và chút nữa chúng ta sẽ so sánh cho bên đây các bạn, chủ nhà bên kia cũng trang bị lên những cái màn hình trên đây đẹp lắm. Cái hệ thống đèn trên đây rất là đẹp. Rồi, chúng ta coi phía sau. Đó, Legender thì rất là rộng rãi ha. Phía sau này có khá là nhiều các chức năng để cho các bạn sử dụng này, những cái ổ cắm ở đây. Và thiết kế nội thất hai tông màu cực kỳ là nó có cái điểm nhấn đó, nhìn nó khác biệt so với lại những dòng Fortuner một cầu mà hoặc là số tự động bình thường ha. Rồi chúng ta coi đây. Cốp điện Legender thì là cốp điện. Tại sao có chữ Legender? Legender tiếng Anh thực sự nó là, nếu mà dịch theo tiếng Việt đi thì nó là huyền thoại ha, mang tính chất huyền thoại, tức là một cái xe được rất là nhiều người yêu thích bởi rất nhiều chức năng. Nó rất là rộng rãi, cao ráo và sang trọng mà lại bền bỉ và không bao giờ hư lặt vặt. Cấp điện nhé, đủ cái độ an toàn và sang trọng cho các bạn ha. Và gầm rất là cao, đặc biệt Fortuner là gầm rất là cao. Là nó là một chiếc xe mà được nhiều người ưa thích trong đặc biệt là cái mùa mưa này nữa ha. Đó. Chiếc này giá so với lại dòng thường thì chỉ trên nhau không bao nhiêu ha. Bữa nay dòng thường 21-22 các bạn cũng phải 96-97 rồi. Thì xe này là 1,60 tỷ thôi. Rồi chúng ta sẽ qua chiếc Legender hai cầu để khám phá xem nội thất của hai cầu khác nhau ha. Giống như hiện nói đó, về công nghệ ở đây thì là SafetySense an toàn chủ động ở phía trước ha, là những thế hệ mới nhất bây giờ của Toyota ha. Và chúng ta coi này, trong nội thất chiếc này là sản xuất đúng năm 2022 luôn.
Âm thanh này là loa Gmail đây. Tất cả âm thanh là âm thanh Gmail, loa Gmail là âm thanh rất là hay rồi ha. Và đây chúng ta nói thấy này, chế độ gài cầu ở đây, chế độ sử dụng cầu ở đây và ba chế độ này Eco, Normal và thêm một chức năng nữa là chức năng thể thao. Những ai thích cái cảm giác thể thao và đi địa hình thì cái đây. Và màn hình này là hình Gmail luôn nè. Màn hình Gmail cũng có các app, rồi phone, rồi bản đồ, rồi trên đây đầy đủ hết ha, khác nhau rất là nhiều. Trên đây khách hàng cũng đã trang bị thêm cái hệ thống đèn LED này rất đẹp các bạn. Đây, ánh sáng đẹp và rất sang, làm cho cái xe trở nên sang trọng hơn. Nếu như xe mới của bạn đây mua, cầu phải là 1 tỷ rưỡi, thời điểm mua đó 1 tỷ rưỡi ha. Thì mắc hơn cái dòng một cầu tới gần 200 triệu rồi. Rất là nhiều tiện nghi ha. Đó, chúng ta coi tiếp theo, khám phá tiếp theo. Mức tiêu hao nhiên liệu thì hoàn toàn xem như nhau ha. Chiếc này cũng có mấy ngàn cây, các bạn nhìn nè, chủ nhà cái lót chân họ cũng bọc ni lông luôn nè, rất là kỹ. Tại vì có những người mua thay vì mua xe Fortuner máy dầu thường, cái tâm lý là chạy kinh doanh, nhưng mà mấy bạn mà mua Legender thì mang tính chất là làm của nha. Có nhiều người là sử dụng để mà cho gia đình lâu dài, hoặc là sử dụng mang tính chất sang trọng của một gia đình, nên họ rất là kỹ lưỡng đó. Chưa lần đầu tiên nhìn thấy có người mà đi bọc ni lông cái bước chân như thế này, là người bảo lắm mà bà ấy cưng xe lắm lắm luôn, phải nói là cưng lắm lắm. Cái hệ thống đèn LED rất là đẹp ha, hệ thống âm thanh loa Gmail và đây để mình coi nè nha, các bạn thấy nè, hai cái nè, một chiếc xe sang trọng. Nếu mà các bạn ở những cái khu đây trên hai cầu thì có thêm một chức năng âm thanh ở trên phần đây, và nếu ta coi bên đây có hay không, cũng Legender như nhau ha, Legender một cầu. Quay phía sau nội thất của xe này luôn này. Legender một cầu thì không có hệ thống loa ở đây ha, âm thanh loa ở đây, còn bạn này thì có hệ thống âm thanh loa ở đây. Đây, hệ thống âm thanh loa đó. Bạn này là bạn hai cầu ha. Rồi, như vậy thì giá của bạn hai cầu này khi bán lại như vậy so với lại một cầu thì chênh lệch có nhiều không? Thật ra không nhiều lắm nha các bạn. Ví dụ như 2022 này 1 tỷ một mấy chục à, mà bạn này cũng đã 1 tỷ lẻ 60 rồi, chênh nhau khoảng 100 triệu. Thì nếu là bạn sẽ chọn bạn nào? Nếu là mình, có thể là mình sẽ chọn bạn này, tại nó sang trọng hơn và đẳng cấp hơn, mà đi thực sự đi xe hai cầu sướng hơn rất là nhiều so với xe một cầu nha các bạn. Đó, rồi đó, hôm nay về hai bạn Legender, bạn này là 2022, sắp thi xe đủ thứ hết, lên quá trời option, loa Gmail và xe cũng chạy có hơn 10.000 cây số thôi. Và hai bạn đều là biển Đồng Nai để cho các bạn chọn lựa ha. Bạn nào ở Đồng Nai chọn bạn này, hoặc là bạn đang có xe một cầu Fortuner bình thường, thêm không có nhiều tiền hơn 100 triệu lên lấy xe này. Và mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình, và bạn nào thích hai bạn xe này thì gọi điện cho mình ha, có mức giá rất đặc biệt dành cho các bạn. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé, tạm biệt.